HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tại AFF Cup năm nay, đội tuyển Thái Lan đang thể hiện phong độ cao với dàn cầu thủ chất lượng sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Giới chuyên môn và những người hâm mộ tại xứ chùa vàng đang rất tự tin vào việc thầy trò huấn luyện viên Mano Polking sẽ đăng quang ngôi vô địch. Ngay sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 ở vòng bán kết, huấn luyện viên Mano Polking cho biết ông và các học trò đang rất tự tin sẽ đánh bại đội tuyển Indonesia để đăng quang AFF Cup 2020. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã theo dõi đối thủ ở vòng chung kết và đã có đối sách dành cho đội bóng của huấn luyện viên Sinthajong. Trong khi đó, một cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, đó là ông Lau Hakun, nhận định rằng việc gặp Indonesia ở hai lượt trận thuộc vòng chung kết sẽ không gây nhiều khó khăn với đội tuyển quê hương ông. Nếu như tất cả các cầu thủ giữ được phong độ, thậm chí chỉ được vận hành 70% khả năng, đội tuyển Thái Lan sẽ vẫn có thể đánh bại đội tuyển Indonesia. Một vấn đề mà vị chiến lược gia này lưu tâm đó là việc đội tuyển Thái Lan không được để mất tuyến giữa giống như điều họ đã để cho đội tuyển Việt Nam làm được trong trận bán kết lượt về vào ngày hôm qua. Sau khi vượt qua vòng bán kết, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cũng tỏ ra rất vui mừng, cho biết đây là chiến thắng quan trọng, đã rất lâu rồi họ mới đánh bại được đội tuyển Việt Nam. Điều này có thể sẽ chấm dứt cơn khủng hoảng của nền bóng đá tại quốc gia Đông Nam Á này. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.